chậm chậm thôi ạ. Đi chậm á. Tiền tiền hàng hàng đẹp nha. Đi hàng hàng bao nào đẹp ra, hai ba hàng bao, ba hàng bao. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay 20 tháng 10 thì chị em cười lên các chị ơi. Vâng, chào nhá. Đấy, bây giờ ngày này ông đửa nó ngay kiềng ngày mai kiềng buổi già ra ngay sốt cái này cho buổi già biết quả nhưng mà con bắt tăng bắt rồi chào bác. Ông ăn cái này các em tặng cho các hồn qua mấy chị đó. Cái này khoai quay mặc dầm thủy ní dây ủ cơ. Mấy cái việc trọng đại của nhiều thế mà nó ăn quay độc với lòng bếp rồi. Nghe này. Nghe này phải quay mà nhiều không? Rồi bố cái hôm đời đến cái này đời đó nó đi mà. Cái này anh thánh thôi quay nhau. Ông ấy việc trọng đại của ông Xuyên mà là việc gì mà báo nó bao bếp về mà đẹp như ăn cuốc kìa. Bố nhất mà giỏ. Dạ. Linh nó ủng mặt bả đấy chứ. Cho cao lên một vài giây đi ạ. Nói vậy là chưa mới nhạc mà đó.
cái tâm nó cái hỏi nha con. Tâm mình đi đây này. Tâm mình đi đi con cái bình đấy. Đây đây đó. À nhà con đó nó bình đó. Con là mới về thằng con đi mới về cái nào lễ cái nào ní mà. À, bác ơi. Mắc có cái áo đúng rồi. Đi nhà. À. Bố đi lên quá. Bố đi lên quá. Đi tới tân thân nữa mà. Đi xa ôm luôn. Lên lên nằm đập về. Mày quay bác về cho nó đi. Mói bóng đi hả? Đi hả? Đi lên. Đi nằm mà đâu đập mất quay. Lên đâu đập mất quay nào. Đi con kì hả? Bên chạy đi lớn. Đi con kì hả? Đen rau là nằm trước hơn là rau các... cái mũ tiến này giờ nó cứ khuyên đi. Cái này em gặp mũ tiến. Gặp. Cho mà gió có ngày ngọ thôn cho mà đi phải nói chủ này nha. Con chú hay đi lấy công ty. Nó nhự cái mạng mạng mặt rồi. Con nó la ở lượng xa xa. Ông thấy lửa cái lửa bà hoại. Nó đó. Cái nó điện lên mà có cái bác nó bài cá điện. À, mà hãy quay phim. Dạ ơi. Thằng có. Lấy thằng định cái trên ông ấy một vẻ lắm nhiều. Mày đẹp đẹp như các ngủ này đi hát là iPad mà đi. Yeah.
bên tắm ni lăng lăng lên à. Đi lăng đập lăng lên con để đập lăng châu ở bên ni. Đập. Ok đắm nhất lăng ngà. Dạ. Đắm một cái đập bao đó. Đó, đời 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 mà. Mày đi đi chuối mẹ ở mày hôi. Con đi sáng lên trên nó đập. Đi tới hết.